Kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa các anh các chị và các bạn đồng nghiệp, sau đây tôi xin báo cáo bài không có động mạch phổi một bên nhân bốn trường hợp khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Tim Hà Nội. Không có động mạch phổi một bên là bất thường hiếm gặp, bao gồm không phân chia động mạch phổi một bên hoặc có phân chia nhưng ở một mẩu nhỏ động mạch phổi chỉ dài dưới 1 cm tính từ nguyên ủi của nó. Bệnh thì được Freientel báo cáo lần đầu tiên vào năm 1868, được tỷ lệ mắc ước tính là 1 trên 200.000 thanh niên. Bệnh có các biểu hiện khác nhau và thường được chẩn đoán khi tuổi còn trẻ. Đối với trẻ sơ sinh thì có các cái triệu chứng rất là nặng như suy tim xung huyết hoặc tăng áp động mạch phổi. Ở người lớn thì có thể là không có triệu chứng hoặc có thể có các triệu chứng không đặc hiệu như khó thở, đau tức ngực, viêm phổi tái phát nhiều lần. Nếu mà thể nặng có thể có tràn dịch màng phổi, ho ra máu hoặc phù phổi cấp. Bệnh chẩn đoán thường khó vì dễ bị bỏ sót, đặc biệt là trong giai đoạn sơ sinh hoặc trong thời kỳ thai kỳ. Bệnh thì có liên quan đến các bất thường tim mạch bẩm sinh bao gồm tứ chứng pha lốt, thông liên thất, hẹp eo động mạch chủ, chuẩn bị các động mạch lớn hoặc là hẹp động mạch phổi. Chẩn đoán thì dựa vào lâm sàng, X quang, các lớp vi tính, cộng hưởng từ hoặc có thể dựa vào thêm cả chụp mạch máu hoặc siêu âm tim. Về đặc điểm hình ảnh trên X quang thì đó là giảm thể tích bên phổi của tổn thương, dịch chuyển trung thất và khí quản sang bên tổn thương, hoành bên tổn thương thì cao hơn và không thấy dấu hiệu của rốn phổi cũng như động mạch phổi bên tổn thương. Các vân phổi bên tổn thương thì giảm và thưa, trong đó thì phổi bên đối diện thì tăng thể tích và động mạch phổi bên đối diện thì nổi rất là rõ. Trên các lớp vi tính thì hỗ trợ rất là nhiều cho X quang, tức là thấy được rõ ràng các cái vân phổi cũng như là giảm thể tích phổi bên tổn thương, không phát hiện ra động mạch phổi bên tổn thương và phổi bên đối diện thì tăng khẩu kính và động mạch thì nổi rất là rõ. Khác với phổi bình thường đó là chúng ta nhìn thấy được cái phổi bên tổn thương ấy, thì phổi bên tổn thương thì có các cái mạch máu cũng như vân phổi đi ra sát cái thành ngực. Trên siêu âm tim thì cũng thấy rõ được là không thấy động mạch phổi một bên, động mạch phổi bên đối diện thì tăng kích thước và có thể phát hiện ra các cái bệnh lý tim bẩm sinh hoặc là các bệnh lý về mạch máu. Chúng tôi báo cáo 4 trường hợp khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Tim Hà Nội với các triệu chứng như viêm phổi, ho kéo dài và đau tức ngực. Ca thứ nhất là bệnh nhân nữ 53 tuổi, địa chỉ Thanh Chương, Nghệ An, nghề nghiệp làm ruộng, tiền sử bị viêm phế quản tái phát nhiều lần. Bệnh sử tức trước khi vào viện bệnh nhân bị ho, khó thở, đau tức ngực nhẹ, tự đi mua thuốc uống nhưng không đỡ và vào Bệnh viện Phổi Trung ương. Khám lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, nhịp thở khó thở nhẹ với 35 lần trên phút, nghe phổi có nhiều ran rít, ran ẩm hai phế trường. Xét nghiệm công thức máu có bạch cầu là 10.000 gigalit, trong đó trung tính 82%. Xét nghiệm sinh hóa máu thì bình thường. Bệnh nhân được tiến hành chụp X quang ngực, cắt lớp vi tính và siêu âm tim. Và đây là hình ảnh cắt lớp vi tính và siêu âm tim của bệnh nhân. Trên cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang, chúng ta nhìn thấy là động mạch có động mạch phổi trái nhưng không phân chia động mạch phổi phải. Khẩu kính động mạch phổi trái thì gần bằng với khẩu kính của thân trung động mạch chủ. Trên phim cắt lớp vi tính độ phân trải cao, chúng ta thấy được là thể tích phổi bên phải bị giảm và các cái mạch máu thì đi ra sát thành ngực. Trên siêu âm tim thì chúng ta cũng không nhìn thấy được động mạch phổi phải, chỉ thấy mỗi động mạch phổi trái. Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nam 14 tuổi, địa chỉ Hà Nội, nghề nghiệp học sinh, tiền sử bệnh nhân bị viêm phổi, viêm phế quản nhiều lần. Về bệnh sử bệnh nhân bị ho, khó thở, đau tức ngực, khám y tế cơ sở chẩn đoán viêm phế quản, uống thuốc không đỡ vào Bệnh viện Phổi Trung ương. Khám lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, khó thở, nhịp thở 40 lần trên phút, nghe phổi có nhiều ran rít, ran ẩm hai phế trường. Xét nghiệm công thức máu thấy bạch cầu tăng 11.000 gigalit, trong đó trung tính 80%. Xét nghiệm sinh hóa máu bình thường. Bệnh nhân cũng được chụp X quang ngực, cắt lớp vi tính và siêu âm tim. Đây là hình ảnh X quang ngực của bệnh nhân, chúng ta cũng không nhìn thấy được hình mờ của động mạch phổi cũng như là rốn phổi phải. Trường phổi phải thì giảm hơn so với trường phổi trái, hoành phải thì cao, trung thất thì dịch chuyển sang phải. Trên cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang, chúng ta nhìn thấy được động mạch phổi phải thì tăng kích thước lớn hơn so với động mạch chủ, tuy nhiên thì chúng ta không xác định được động mạch phổi trái có rất nhiều tuần hoàn bằng hệ ở khu vực trung thất cũng như là ở thành ngực. Trên cắt lớp vi tính cửa sổ nhu mô chúng ta nhìn thấy rất nhiều vân phổi đi ra sát bờ tổn thương như này, và trên siêu âm tim thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một động mạch phổi ở bên phải, không thấy động mạch phổi trái. Ca lâm sàng thứ ba là bệnh nhân nữ 2 tuổi, có tiền sử lúc sinh bình thường, tiền sử gia đình bình thường. Lúc trẻ được 5 tháng thì hay bị viêm đường hô hấp và đã đi khám điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không khỏi. Bệnh sử cách ngày vào viện một tuần thì trẻ bị khó thở, quấy khóc, mệt mỏi vào
vào y tế cơ sở siêu âm tim thì phát hiện có bệnh tim nên chuyển đến bệnh viện Tim Hà Nội. Khám lúc vào viện, bệnh nhân trẻ, tỉnh, tiếp xúc tốt, khó thở nhẹ, nhịp thở 36 lần trên phút, rì rào phế nang rõ, nghe tim có tiếng thổi tâm thư 3/6 ở mõm, các xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu hoàn toàn bình thường. Trên hình ảnh X quang chúng ta nhìn thấy được phổi bên phải thì có dấu hiệu động mạch phổi rõ, tuy nhiên ở bên trái thì thể tích phổi giảm và chúng ta không nhìn rõ được cái động mạch phổi trái cũng như là rốn phổi trái. Bệnh nhân được cắt lớp vi tính và siêu âm tim thì trên hình ảnh siêu âm tim chúng ta cũng nhìn thấy chỉ có động mạch phổi bên phải đây mà không nhìn thấy động mạch phổi bên trái. Ngoài ra thì cũng không phát hiện ra các cái bất thường khác. Trên cắt lớp vi tính thì chúng ta nhìn thấy được có động mạch phổi bên phải và đường kính thì gần bằng với thân chung động mạch chủ, tuy nhiên không phát hiện ra động mạch phổi trái. Và đây là hình dựng 3D chúng ta cũng nhìn thấy thân của động mạch phổi phải nhưng không có động mạch phổi trái. Trường hợp thứ tư là bệnh nhân nam 1 tuổi, tiền sử lúc sinh bình thường, tiền sử gia đình bình thường. Sau sinh 1 tháng thì trẻ xuất hiện khò khè và tím tái. Bệnh nhân đi siêu âm tim thì phát hiện lỗ thông liên thất 5mm ở phần màng và có giãn nhẹ thất phải. Bệnh nhân được điều trị nội khoa. Từ đó đến nay thì bệnh nhân hay bị viêm phổi tái đi tái lại nhiều lần và lần này được chuyển lên bệnh viện Tim Hà Nội. Khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, bú tốt, khò khè, tím tái. Nhịp thở 50 lần trên phút, nghe phổi có nhiều ran, ran ẩm, ran rít, các xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu bình thường. Trên phim X quang của bệnh nhân thì chúng ta cũng nhìn thấy là động mạch phổi hai bên thì cơ bản là rất là khó nhìn bởi vì trên phim còn trẻ con. Tuy nhiên thì cái trường phổi bên trái thì giảm hơn nhiều so với trường phổi bên phải. Tim thì to và bệnh nhân cũng được chỉ định siêu âm tim cũng như chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang. Thì trên cửa sổ siêu âm tim thì chúng ta nhìn thấy được cái hình của trên Doppler tim, chúng ta thấy được cái lỗ thông liên thất ở phần màng và đây là hình ảnh của lỗ thông. Trên cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì chúng ta cũng nhìn thấy được chỉ có mỗi động mạch phổi bên phải và không có động mạch phổi trái. Trên hình ảnh dựng 3D chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều các cái tuần hoàn bằng hệ như này và cũng chỉ có một động mạch phổi phải thôi, còn không có động mạch phổi trái. Về bàn luận thì không có động mạch phổi một bên là một dạng bất thường hiếm gặp và thường xảy ra ở cùng với các cái bất thường bẩm sinh về tim mạch như tứ chứng Fallot, bệnh van tim hoặc là cũng có thể biểu hiện ở dạng riêng rẽ. Bệnh thì cũng có thể không có triệu chứng, tuy nhiên có một số triệu chứng thường gặp, tuy nhiên không đặc hiệu như khó thở, đau ngực, ho ra máu hoặc là nhiễm trùng tái phát. Chẩn đoán thì có thể gặp khó khăn do đây là những cái tình trạng bệnh khá là hiếm gặp và biểu hiện thì không đặc hiệu. Trong 4 bệnh nhân chúng tôi trình bày thì đều có các triệu chứng ho, khó thở và đau ngực, mệt mỏi. Trong đó có một bệnh nhân có thông liên thất và một bệnh nhân có hở van hai lá nhẹ. Không có động mạch phổi một bên thì có liên quan đến động mạch phổi phải trong 2/3 các trường hợp và phổi trái chỉ 1/3 thôi. Tuy nhiên trong số 4 bệnh nhân chúng tôi báo cáo thì có một nửa là không có động mạch phổi phải và một nửa là không có động mạch phổi trái. Và bất thường thì thường xảy ra ở ngực, bên ngực đối diện với cung động mạch chủ và nguyên nhân thì đến bây giờ cũng chưa được thống nhất và được cho đó là từ thời kỳ phôi thai. Và các cái nhánh động mạch ở phía xa phổi thì đa phần vẫn còn nguyên vẹn và có thể được cung cấp máu bởi các cái nhánh phụ khác như từ động mạch liên sườn, động mạch vú trong, động mạch dưới hoành hoặc thậm chí cũng có thể là từ động mạch vành. Tăng áp động mạch phổi thì có thể là kết quả của co giãn mãn tính các cái tiểu động mạch trong phổi dẫn đến việc tái sửa chữa và do đó là tăng sức cản mạch máu phổi và dẫn đến tăng áp động mạch phổi. Ho ra máu là một biến chứng nghiêm trọng do tuần hoàn bằng hệ lớn và khiến cho hệ thống tĩnh mạch chịu áp lực cao bất thường. Cả 4 bệnh nhân chúng tôi báo cáo thì chưa có ho ra máu, tuy nhiên có một bệnh nhân có dấu hiệu tăng áp động mạch phổi với áp lực động mạch phổi ước tính là 27mm thủy ngân đo trên siêu âm Doppler tim và đường kính động mạch phổi thì bằng với đường kính động mạch chủ. Để điều trị thì hiện bất thường này vẫn chưa có một sự thống nhất trong vấn đề điều trị và chủ yếu là dựa vào triệu chứng, dựa vào giải phẫu của động mạch phổi còn lại và dựa vào tuần hoàn thay thế. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta không cần điều trị gì và chúng ta chỉ cần siêu âm tim để theo dõi. Nếu có phát hiện tăng áp động mạch phổi thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị tăng áp động mạch phổi và điều trị thì bằng liệu pháp giãn mạch. Nếu bệnh nhân có ho ra máu thì cũng có thể dùng các cái thuốc cầm máu hoặc là dùng các cái phương pháp thuyên tắc mạch hoặc là phẫu thuật cắt bỏ thùy hoặc tiểu thùy phổi. Đối với bệnh nhân suy tim thì nên được điều trị sớm bằng các cái thuốc chống suy tim. Trong điều trị phẫu thuật thì cũng chủ yếu là phẫu thuật nối các cái nhánh phổi còn lại với lại động mạch phổi trung tâm nếu mà các nhánh phổi này còn tốt. Tuy nhiên nếu các cái nhánh phổi này mà không tốt thì chúng ta có thể dùng các cái ống nối tim phổi để nối các cái nhánh nhỏ lại với động mạch trung tâm.
và nếu mà can thiệp sớm thì cũng có thể là làm tăng cái khả năng sống sót. Tuy nhiên nếu can thiệp muộn thì có thể làm giảm sản cái phổi không hồi phục và dẫn đến là thoái tiền động mạch phổi, và khi đó thì tiên lượng cũng như biến chứng rất là nặng nề. Vậy kết luận là không có động mạch phổi một bên là một bất thường hiếm gặp. Ở giai đoạn trẻ sơ sinh thì thường có các biểu hiện nặng như suy hô hấp và tăng áp động mạch phổi nặng. Việc chẩn đoán thì dựa vào sự khác biệt về mạch máu trên phim X-quang phổi, cắt lớp vi tính, đa dạy đầu thu, cộng hưởng từ hoặc siêu âm tim. Chủ yếu thì điều trị bằng triệu chứng, nếu điều trị sớm thì có thể là giúp kéo dài sự sống cho người bệnh. Điều trị phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng bệnh, nếu mà phẫu thuật sớm có thể cải thiện khả năng sống sót. Và trên đây là bài trình bày của em, đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh các chị, các bạn đồng nghiệp.